Chào bác, chào anh em, tiếp tục lại là phiên bản lông tiếng TDC 1000 nên được phục vụ khách hàng thì các bác nhá. Một trong những phô sản phẩm lông tiếng giá rẻ rất là chất lượng bên cả anh em hiện tại. Giá chỉ 1 triệu đồng thôi. Nếu như các anh em nào đang muốn nâng cấp dàn máy âm thanh gia đình của nhà mình, muốn cải thiện phần tiếng mic, tiếng lời, lông tiếng nhạc, tiếng bass tung chép là hiệu quả đơn giản, đừng bỏ qua TD nhé các bác. 1 triệu đồng một con lông tiếng quá rẻ cho các anh em, đủ sức để các anh em có thể nghe và âm thanh trải nghiệm bass tung chép vô cùng hiệu quả khi các anh em sử dụng phiên bản lông tiếng này nét ghép vào với dàn máy âm thanh gia đình. Và đây là thiết kế giao diện của lông tiếng TDC 1000. Em Tùng xin phép cùng anh em khách hàng kiểm tra lại một lần nữa về những giao diện thiết kế chất lượng âm thanh của lông tiếng TD. Hôm nay thì tiếp tục lên đường phụ trợ khách hàng và tiện em Tùng làm một video của dòng này để anh em khách hàng chúng ta đang tham khảo đến những mẫu sản phẩm lông tiếng thị trường, chúng ta có thêm sự lựa chọn tốt nhất cho dàn máy lông tiếng của nhà mình. Thiết kế TD thì rất là đẹp mắt đúng không ạ? Đây là một trong những phiên bản lông tiếng mà có thiết kế đèn nháy rất đẹp để mang đến cho anh em cái vẻ đẹp về mặt hình thức giao diện đã. Bởi phần chất âm thanh thì đây cũng là một trong những phiên bản lông tiếng mà em đánh giá rất là cao, và không chỉ là riêng em đâu, rất nhiều bác anh em nhận hàng về đánh giá tích cực về mẫu sản phẩm này. Và em Tùng bán thì có 1 triệu đồng, bên em đã bao ship và tặng thêm kết nối cho anh em rồi, có thể ghép đối với hầu hết thiết bị âm thanh, ghép với vang âm ni để tiếng vang loa kéo mixer trong hai đường cổng ca lông ở phía sau cho anh em ghép đối. Đây channel 1 và channel 2 và đầy đủ các chế độ lấy tín hiệu nhạc hiện đại cho anh em. Anh em có thể sử dụng bluetooth này, đường cổng quang này, đường áo ít trắng đỏ này bằng cách nhấn input chuyển cổng tín hiệu cho em, rất đơn giản. Đây là một trong phiên bản nâng tiếng rất là hiện đại, có nhiều đường cổng lấy tín hiệu nhà, anh em có thể lựa chọn tha hồ mà sử dụng nâng cấp với dàn máy âm thanh gia đình của nhà mình. Với các phím tính năng rất đơn giản, các anh em nhận hàng về lưu ý cho em, chúng ta vặn cho em 4 phím tính năng cho loa trái và loa phải ở trên các phím tính năng này các bác nhá, có ký hiệu bên dưới đa phần là tiếng Anh thì em xin dịch nghĩa tiếng Việt cho anh em dễ hiểu hơn, đó chính là một là giải bát, đấy giải bát của loa full đây, hai là giải lời này, ba là chế độ nhạc, 4 là giải chép, 4 tính năng cho loa trái, giải bát, giải tiếng, chế độ nhạc, giải chép. Đây là các phím chia đáp volume, đây anh em chỉ tinh chỉnh được theo sở thích cá nhân của mình. Các muốn tăng giảm chúng ta chỉ cần vặn theo mũi kim đồng hồ thôi. Tăng bên phải, giảm bên trái cho em với loa trái và loa phải trên những cặp loa full anh em nhé. Khi nhận hàng về là em chắc chắn rằng các anh em có thể sử dụng được ngay, không có gì khó khăn. Hai phím âm lượng tổng thiết kế có đèn LED ở trên này đó chính là âm lượng tổng của kênh A và kênh B, có thiết kế đèn LED và tạo lên hiệu ứng rất đẹp sang trọng cho dàn máy âm thanh gia đình. Khi ra lấy được tín hiệu nhà vào có một cái dải đèn mưa đèn LED rất đẹp ở đây. Và nhớ cho em là chuyển đổi các cái chế độ của tần số và chế độ Inebass sang trạng thái hoạt động hiện đỏ để kích hoạt chế độ âm thanh tốt nhất qua lần tiếng các nhá. Đặc biệt là cái nút Inebass này, bác luôn luôn phải để trong trạng thái hoạt động hiện đỏ cho em. Ví dụ như anh em nhả cái nút Inebass được ra để chúng ta để đèn tắt thì các dải âm thanh bass trung chép bị vô hiệu hóa, không có công dụng gì nữa. Đấy, các anh em lưu ý cho em, đã dùng lông tiếng là nhấn Inebass vào để kích hoạt âm thanh qua lông tiếng, đây là dạng âm thanh bass trung chép lên cao. Còn nếu như các anh em đã nhả Inebass ra thì nhà quay trở về trạng thái hoạt động ban đầu với thiết bị âm thanh thông thường, và như vậy là các cái dạng bass trung chép sẽ bị vô hiệu hóa, không công dụng gì nữa. Thì các anh em lưu ý cho em, đã sử dụng lông tiếng là cứ nhấn Inebass hiện đỏ cho em để kích hoạt chế độ âm thanh qua lông tiếng. Anh em nào chơi súp thì ghép đôi súp cho em trên đường cổng ca lông hoặc đường cổng AV và sử dụng em hai phím tính năng chơi súp. Đây quả thật là con nâng tiếng rất nhiều tính năng chế độ cho anh em nghe và lựa chọn nâng cấp dàn máy. Là được là anh em nào muốn nâng cấp tiếng lời ấy, vặn cho em hai phím tính năng giải lời và giải chép lên, âm thanh tiếng lời rất là sáng, phần chép cũng bay bổng hơn. Như là nghe nhạc hay là hát karaoke gia đình mà có nâng tiếng vào thì các bác sẽ cảm nhận được chế độ âm thanh của những cặp loa đánh ra một cái chế độ âm thanh hoàn toàn khác, rất là sáng tiếng đấy. Và bây giờ thì có anh em nắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ TD-CB1000 này. Thấy sao với chế độ âm thanh đến từ phiên bản lông tiếng TDC 1000 ạ? Đây là một trong những phiên bản lông tiếng cực kỳ là chất lượng, các bác nghe âm thanh không ạ? Bass chép đánh ra tiếng khỏe, lực căng tốt tiếng nữa. Khi chúng ta nghe nhạc với phiên bản lông tiếng, các anh em sẽ cảm nhận được cái chế độ âm thanh rất là sáng tiếng đến từ những cặp loa, nó đẩy cái dải âm thanh bass này đánh ra lực tiếng hơn, chắc tiếng hơn, có chiều sâu, dải lời rõ nét, âm thanh sáng chép và hỗ trợ thêm cho anh em nghe một chế độ âm thanh tiếng nhạc hoàn toàn khác với những cặp loa thông thường. Mặc dù là vẫn sử dụng cặp loa đó, nhưng khi chúng ta kết nối vào lông tiếng và đặc biệt là nhấn qua Inebass, nó sẽ đẩy cái chế độ âm thanh từ dải bass, dải trung hay dải chép lên một cái tầm cao mới, và âm thanh nghe nhạc rất sôi động, khoan khoái là những gì mà TDC 1000 sẽ mang lại cho dàn máy âm thanh gia đình. Em đã được nghe trải nghiệm âm thanh rồi, 1 triệu đồng quá xứng đáng phải không các bác?
Các bác anh em muốn mua phiên bản lồng tiếng TD 6000 cực kỳ rẻ bên em Tủ Audio, cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới màn hình. Bên em sẽ giảm phụ em khách hàng trên khắp các tỉnh thành cả nước. Anh em nhận hàng về được quyền kiểm tra hàng, được thử hàng, chi thanh toán và chỉ cần bỏ ra vỏn vẹn đúng 1 triệu đồng thôi. Các anh em sẽ sở hữu ngay cho mình thiết bị lồng tiếng giá rẻ, chất lượng, hàng nhập khẩu loại 1 TD 6000 bên cả em Tủ Audio. Và video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn tất cả anh em ở những video tiếp theo của em Tủ Audio Hải Dương nhá. Xin chào các bác.